ruồi nằm trên lòng bàn tay thì mang ý nghĩa ra sao? Để trước tiên đi vào điều này thì mình xin nói thêm về nốt ruồi. Nốt ruồi thì chia làm 3 loại, đó là nốt ruồi sống, nốt ruồi chết và nốt ruồi son. Nốt ruồi sống là như nào? Nốt ruồi sống là nốt ruồi màu đen, hạt cường. Nốt ruồi chết là nốt ruồi màu nâu. Và nốt ruồi son là chính là nốt ruồi màu đỏ mà ai cũng biết đấy. Thường thường các bạn nữ hay đi xăm nốt ruồi son vào để tăng vận may, tăng cầu may, thật ra nó chả có ý nghĩa gì đâu. Và chúng ta sẽ đi vào nhá. Thế thì nốt ruồi đen thì mọc ở đâu thì là tốt, mọc ở đâu thì là xấu? Nốt ruồi đen mọc đâu cũng là báo hiệu một cái điểm không tốt. Còn cái nốt ruồi chết ấy thì nó có nằm vào các cung nào thì cũng không mang ý nghĩa gì nhiều, tại vì nó chết rồi, cái sự xấu của nó đã bị giảm đi rồi. Còn nốt ruồi son mà khi nó nằm ở các cung nào thì nó tăng cái độ tốt cho các cung đấy, ví dụ nằm cung tài bạch thì nó sẽ tăng cái độ tốt cung tài bạch lên, khiến cho chủ nhân gặp được sự giàu sang phú quý. Thế nhưng quay lại nốt ruồi đen thì nốt ruồi đen nằm đấy thì nó lại làm cho chủ nhân của nó tốn của hao tiền, nợ nần tiền bạc. Cho nên các bạn phải nhớ kỹ cái điều này. Còn mình có thể nói được những nốt ruồi nằm các vị trí nào thì nó khá là nhiều, mình sẽ không kể được trong video này.